Đã gần một năm kể từ ngày mà Diaz đưa câu chuyện về tình bạn bất diệt tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh ra ngoài đời thật, chúng ta lại tất bật để chuẩn bị cho sự kiện lớn nhất trong năm, chung kết thế giới. Chiếc vô địch mà Rồng Xanh đạt được quả là một giai thoại, một trang sử hào hùng sẽ còn được lưu truyền đến muôn đời của ngành công nghiệp game, chứ không riêng gì Liên Minh Huyền Thoại. Tuy vậy, cần phải nhìn nhận rõ vấn đề hơn một chút. Liệu chiếc vô địch này có được hưởng lợi từ thể thức còn nhiều bất cập từ phía Riot? DS thật sự mạnh tới mức ao trình cả thế giới hay chỉ đơn giản là họ có phong độ tốt vào ngày mà đối thủ có phong độ thảm hại nhất? Nói như vậy không có nghĩa chúng ta phủ nhận toàn bộ công sức mà tập thể này đã bỏ ra, mà để khẳng định lại một lần nữa rằng thể thức truyền thống của chung kết thế giới cần phải được thay đổi cho phù hợp với thời đại. Lắng nghe những lời góp ý tích cực từ những người chơi trên toàn thế giới, Riot đã quyết định thay đổi thể thức của chung kết thế giới 2023. Thông tin này đã có trên các trang mạng xã hội từ rất lâu, nhưng nếu các bạn không thật sự dành thời gian ra để nghiên cứu thì sẽ thật khó lòng để hiểu rõ bản chất của những thay đổi này và tại sao Riot lại muốn làm như vậy. Chính vì lẽ đó, hãy để tôi, bình luận viên Hoàng Luân, điểm qua những thay đổi đáng chú ý nhất và giải thích chúng. Trước khi bước vào video, các bạn đừng quên nhấn nút like và sub cho kênh của Lu, cũng như để lại những bình luận góp ý bên dưới. Cho đến nay, đã là mùa giải thứ 13 mà chung kết thế giới được hình thành, những thay đổi liên quan đến thể thức vẫn là vô cùng ít ỏi. Đa phần đều là liên quan tới điều chỉnh số lượng đội có thể tham gia vào sự kiện danh giá này. Từ năm 2011 cho đến 2016, các đội sẽ chỉ phải trải qua giai đoạn vòng bảng trước khi tham dự vòng đấu loại trực tiếp. Kể từ 2017, hệ thống vòng khởi động mới được mở ra để tăng số lượng đội tham dự chung kết thế giới. Tính từ thời điểm đó cho đến năm 2022, vẫn chưa có thêm bất kỳ thay đổi mang tính đột phá nào. Vậy thì tại sao thể thức nghe tưởng chừng như đơn giản lại nhận về rất nhiều những luồng ý kiến trái chiều từ người hâm mộ cũng như giới chuyên gia? Đó là vì sự may rủi mà nó có thể đem lại. Đã có biết bao nhiêu những cú sẻ chân đáng tiếc hoặc là địa chấn được tạo ra. Dù điều đó không thể được dùng để biện minh cho sự yếu kém của tập thể này hay những nỗ lực phi thường của tập thể khác, nhưng không thể phủ nhận được sự lỗi thời của thể thức cũ. Trận đấu ở vòng bảng chỉ có hình thức BO1, rất dễ sinh ra những tình huống đội yếu hơn đánh chiến thuật dị hợm và nó vô tình khiến cho các ông lớn sẻ chân. Chỉ một lần như vậy thì họ bị loại khỏi giải đấu một cách tức tưởi cũng chẳng còn quá xa lạ, giống như trường hợp của FunPlus 2021 hay Top Esports 2022. Dù có bước được vào tứ kết thì cơ hội sửa sai vẫn không có. Chỉ cần thua duy nhất một cặp đấu BO5, bạn sẽ phải xách vali về nước. Nhìn sang người bạn hàng xóm Dota 2, hệ thống nhánh thắng thua đã giải quyết triệt để được vấn đề này. Nhận thấy đã đến lúc phải thay đổi, Riot quyết định cải tiến toàn diện cho giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh. Vòng loại thế giới, đại chiến phương Tây mở rộng. Như một hình thức để làm nóng cho các trận đấu tại vòng khởi động, cũng như định hình lại sức mạnh của hai khu vực lớn đã mất đi vị thế của mình trên trường quốc tế, Riot đã tạo ra một cuộc chiến nhỏ nhỏ để hai khu vực Bắc Mỹ và châu Âu có thể cạnh tranh với nhau từ sớm. Hai đội hạt giống số 4 của hai khu vực sẽ tham gia vào một trận BO5 duy nhất dưới cái tên vòng loại thế giới. Đội thắng cuộc sẽ trở thành đại diện góp mặt tại vòng khởi động của chung kết thế giới. Như vậy, ngoài Hàn Quốc và Trung Quốc, mỗi khu vực sẽ chắc chắn có được 4 suất góp mặt tại chung kết thế giới. Giờ đây, cơ hội được tiếp tục chia đều cho cả Bắc Mỹ lẫn châu Âu. Họ khó lòng có thể sánh được với hai cường quốc về eSports, nên việc trao 4 suất tham dự sân chơi danh giá nhất trong năm sẽ phải thông qua một phương thức vô cùng đơn giản nhưng vô cùng thú vị. Chắc hẳn không cần nói cũng biết rằng mối hiềm khích giữa hai khu vực này là vô cùng sâu đậm. Từ mặt truyền thông cho tới trên sân khấu, họ luôn dùng 100% sức lực để có thể hạ bệ kẻ còn lại. Một chiến thắng tại vòng loại thế giới sẽ tạo cơ hội cho một trong hai khu vực tuyên bố dõng dạc rằng chúng ta mạnh hơn họ. Ngoài ra, đây cũng là một động thái cho thấy rằng trong tương lai có thể sẽ có thêm nhiều đội tuyển trên thế giới tham gia vào sân chơi này. Và biết đâu, chúng ta sẽ có một cú miracle run thần thánh từ vòng loại thế giới lên thẳng ngay vàng. Vòng khởi động, xuất phát điểm của VCS. Sau khi đã tìm ra được cái tên chiến thắng tại vòng loại thế giới, họ sẽ cùng với 7 đội tuyển khác tham gia tranh tài tại vòng khởi động chung kết thế giới. Đáng chú ý nhất, Việt Nam sẽ có 2 đại diện có mặt tại giai đoạn này. Các đại diện còn lại sẽ là 2 đội tuyển tới từ khu vực BCS và 3 đội tuyển tới từ các khu vực wildcard cũ. Tất cả những trận đấu ở vòng khởi động đều sẽ diễn ra với hình thức BO3, có nhánh thắng nhánh thua giống như MSI đã từng áp dụng. Đầu tiên chúng ta cần phải công tâm nhìn nhận rằng VCS trong những năm gần đây đang mất dần đi tiếng nói trên đấu trường quốc tế. Kể từ ngày GAM 2017 hay Phong Vũ Buffalo 2019 tạo ra những tiếng vang nhất định, VCS không thể hiện được gì nhiều khi bơi ra biển lớn. Việc đánh mất đi suất thi đấu chính thức tại vòng bảng cũng là điều dễ hiểu khi Riot muốn dành cho tất cả những đội tuyển mạnh nhất tới từ 4 khu vực lớn. Ngay cả khi vẫn còn 2 đại diện góp mặt tại vòng khởi động, không có gì để đảm bảo rằng Việt Nam sẽ có ít nhất một đại diện thành công tiến vào giai đoạn vòng bảng. Chắc hẳn những ai theo dõi MSI 2023 vẫn chưa thể nào quên được ký ức kinh hoàng về ngày GAM eSports thất bại dưới tay của một đại diện wildcard. Hai tấm vé tại vòng khởi động thì một trong số đó đã phải dành cho đội tới từ vòng loại thế giới.
chưa kể tới những người anh em BCS vẫn trên cơ so với chúng ta. Cùng với sự tiến bộ không ngừng nghỉ của các đại diện khác, cơ hội lọt vào vòng bảng của VCS vẫn còn, nhưng đáng buồn là không lớn. Ngoài ra, hệ thống nhánh thắng thua vẫn tiếp tục được triển khai kể từ MSI 2023. Chắc chắn đây là một mô hình vô cùng tối ưu trong khả năng đánh giá sức mạnh của các đội tuyển. Sẽ không còn những cú sẩy chân đáng tiếc, kẻ thất bại sẽ có một cơ hội để làm lại. Và nếu như còn tiếp tục thất bại thì việc phải rời giải là hoàn toàn xứng đáng, giống như trường hợp của T1 tại MSI vừa qua. Vòng Thụy Sĩ, thể thức mới ra mắt. Đến với sự kiện chính, sau khi hai đội tuyển từ vòng khởi động góp mặt chung với 14 đội tuyển đã chờ sẵn, 16 cái tên này sẽ thi đấu theo thể thức Thụy Sĩ mới toanh, lần đầu tiên xuất hiện ở tựa game này. Lý do nó được gọi với cái tên này vì lần đầu tiên nó được xuất hiện tại Zurich, Thụy Sĩ trong một giải cờ vua chuyên nghiệp năm 1895. Vì số lượng kỳ thủ quá lớn, không thể nào thi đấu theo thể thức vòng tròn nên bắt buộc phải sử dụng thể thức Thụy Sĩ để có thể dễ dàng xếp cặp các trận đấu. Quay lại với phiên bản Liên minh huyền thoại, 16 đội tuyển sẽ được chia thành 8 trận đấu ngẫu nhiên. Tiêu chí duy nhất đó chính là hai đội tuyển không được chung một khu vực. Sau khi vòng đầu tiên kết thúc, những đội tuyển có hệ số giống nhau sẽ được bốc thăm để gặp nhau tại vòng thứ hai. Điều đó có nghĩa là đội tuyển có hệ số 1-0 chỉ có thể gặp đội tuyển có cùng hệ số giống mình, chứ không thể bắt cặp với đối thủ đã để thua ở vòng đấu thứ nhất. Đội nào giành được 3 chiến thắng sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp, trong khi đội có 3 trận thua sẽ phải khăn gói về nhà và theo dõi giải đấu qua màn ảnh nhỏ. Một điều đáng chú ý khác đó chính là các trận đấu sẽ diễn ra với hình thức BO1. Chỉ cho tới các cặp trận mang tính quyết định thì thể thức BO3 sẽ được áp dụng. Nếu bạn đang có 2 trận thắng hoặc là 2 trận thua thì việc phải thi đấu một cặp trận BO3 là điều không thể tránh khỏi. Nghe qua về thể thức có vẻ khá phức tạp, nhưng thực chất nó khá đơn giản và mang lại những lợi ích vô cùng thiết thực. Đầu tiên, tính may rủi gần như bị loại bỏ. Các bảng đấu giờ đây không còn tồn tại, vì vậy khái niệm bảng tử thần cũng từ đó mà bị mất theo. Các đội yếu thế hơn không còn phải quá lo lắng về câu chuyện rơi vào bảng đấu tử thần và tham dự giải với tâm thế bị loại ngay cả khi mọi thứ còn chưa bắt đầu. Và đương nhiên, các đội mạnh cũng không thể nào chắc suất vào vòng trong nếu như thi đấu không cẩn thận. Hãy cùng nhau lấy một ví dụ nhỏ, với tình huống là T1 đang sở hữu hệ số 2-0 sau hai loạt trận đầu tiên. Và nếu như với thể thức cũ là vòng tròn BO1 tính điểm, T1 có thể gặp được một đối thủ yếu hơn hẳn và dễ dàng đoạt lấy tấm vé bước tiếp. Nhưng đối với thể thức Thụy Sĩ thì điều đó không thể nào xảy ra. Một đối thủ khác với hệ số 2-0 chắc chắn cũng phải là một kẻ rất mạnh, buộc T1 phải bung hết sức nếu không muốn thi đấu thêm những trận BO3 căng não. Không còn những trận đấu mang tính thủ tục, thay vào đó sẽ luôn là sự gắng sức đến tận giây cuối cùng. Tính công bằng còn được thể hiện ở chỗ, khi rơi vào cửa sinh hoặc cửa tử, hình thức BO1 sẽ bị loại bỏ, thay vào đó là những cặp BO3 yêu cầu nhiều yếu tố chiến thuật và tâm lý vững vàng. Hãy tưởng tượng rằng nếu Vanguard Phoenix 2021 hay Top Esports 2022 được thi đấu dưới điều kiện này, thì có thể đã chẳng có những cú sẩy chân đáng tiếc và lịch sử của Liên minh huyền thoại cũng đã rẽ sang hướng mới. Dù vậy thì bất ngờ vẫn luôn là một gia vị không thể thiếu trong các môn thể thao, kể cả thể thao điện tử. Tính công bằng kết hợp với thứ gia vị không thể thiếu này chắc chắn sẽ khiến giải đấu càng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Không thể biết trước được đối thủ của mình là ai chắc chắn sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề trong cách vận hành lối chơi cũng như đưa ra tính toán chiến thuật hợp lý. Đối thủ của bạn vào ngày mai có thể là bất cứ ai. Vì vậy sự thích nghi cùng một chút thiên biến vạn hóa là vô cùng quan trọng, chứ không đơn giản là chỉ nghiên cứu các đối thủ cùng bạn như trước nay các vị huấn luyện viên vẫn làm. Nhìn chung, đây là một thể thức vô cùng mới lạ và nó sẽ gây ra rất nhiều áp lực cho các đội tuyển. Nhưng đồng thời, nó cũng sẽ là thước đo tương đối chính xác về sự xứng đáng của những cái tên vượt qua hay bị loại, chứ không còn bị tác động với những yếu tố may rủi như chúng ta đã từng chứng kiến. Vòng knockout không có chỗ cho những sai lầm. Sau khi xác định được 8 cái tên tham gia vòng knockout thì mọi thứ sẽ bắt đầu diễn ra theo quy trình cũ. Các vòng tứ kết, bán kết và chung kết vẫn sẽ được giữ nguyên với hình thức là BO5. Đây chính là tinh thần mà Riot từ trước đến nay vẫn luôn theo đuổi, rằng kẻ mạnh nhất chính là kẻ mắc ít những sai lầm nhất. Khi đã bước tới vòng đấu này sẽ chẳng còn thể thức loại kép hay Thụy Sĩ nào có thể cứu được bạn. Chỉ một trận BO5 thua và cơ hội chạm tay vào Summoner Cup sẽ tan thành mây khói. Thực tế vẫn có rất nhiều khán giả cho rằng đây là một thể thức quá độ khắc nghiệt khi mà chẳng có bất cứ cơ hội sửa sai nào cho những đội tuyển mạnh. Dù vậy, với rất nhiều thể thức được tổng hợp tại Chung kết Thế giới 2023 thì hình thức loại trực tiếp vẫn là khá phù hợp với tổng thể giải đấu, do tính đa dạng và căng thẳng mà nó đem lại có thể khiến cho giải đấu trở nên vô cùng hấp dẫn. Không chỉ Liên minh huyền thoại mà ngay cả giải túc cầu cấp câu lạc bộ hấp dẫn nhất hành tinh là Champions League cũng đã công bố rằng sẽ thay đổi thể thức sang phong cách Thụy Sĩ từ mùa giải 2024. Nó cho thấy rằng thể thức này vô cùng phù hợp với không chỉ Liên minh huyền thoại mà còn thể thao nói chung, bao gồm cả bóng đá. Nhìn chung, đây chắc chắn là những động thái vô cùng tích cực từ phía Riot Games. Từng bị cho là một công ty bảo thủ và ít khi lắng nghe ý kiến từ giới game thủ, họ đã có những nước đi vô cùng táo bạo nhưng lại vô cùng hợp lý.
Từ đó, chúng ta chắc chắn sẽ có một mùa chung kết thế giới cực kỳ nóng bỏng và không kém phần chất lượng. Nếu thấy video này hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, một sub, bấm vào nút chuông thông báo và đưa ra những ý tưởng cho video tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.